Chào các bạn, trên tay mình đang là sản phẩm Movistar Light Jumbo G phiên bản 2017. Và hiện tại hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là hand reset thiết bị này. Hand reset để chúng ta có thể là chạy lại chương trình cho máy nếu mà chúng ta có đặt mật khẩu màn hình mà chúng ta quên, thì chúng ta có thể là chạy lại chương trình nó sẽ mất cái mật khẩu màn hình, hoặc là chúng ta muốn chạy lại máy của mình để cho nó mượt hơn, trở về trạng thái ban đầu khi xuất xưởng, thì chúng ta có thể thực hiện cái cách hand reset. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà thực hiện. Đầu tiên, các bạn muốn thực hiện được hand reset thì các bạn nhấn tắt nguồn bằng cách là bấm giữ phím nguồn giúp mình, rồi chọn tắt nguồn sản phẩm. Ok, rồi các bạn đợi cho máy tắt nguồn hẳn, rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ đồng thời phím nguồn trước rồi phím tăng âm lượng sau. Nguồn khoảng 2 giây rồi sau đó phím tăng âm lượng, nguồn tăng âm lượng, rồi mình sẽ bấm cho các bạn thấy. Rồi, slide nét nó nguồn trước khoảng 2 giây các bạn nha. Nhấn giữ 1, 2, sau đó tăng âm lượng. Rồi, xuất hiện cái logo Android Marshmallow thả tay ra. Rồi, bây giờ máy của chúng ta đã vào được chế độ là Android Recovery. Rồi, trên đây thì các bạn bấm phím. Đây là phím giảm âm lượng. Chọn số 1, Quiet Data Set Factory Reset. Rồi, bấm phím nguồn để xác nhận. Rồi, tiếp tục bấm phím giảm lượng. Chọn Yes Delete on User Data. Bấm phím nguồn để xác nhận. Rồi, bây giờ nó đang xóa dữ liệu. Khi nó xóa xong rồi thì các bạn sẽ thấy cái giao diện Android Recovery nó sẽ hiện thị lại. Rồi, chúng ta chỉ cần thao tác. Rồi, bấm phím nguồn, chọn lên Reboot System Now để khởi động lại. Rồi, máy nó đang khởi động lại. Đây là cái Movistar Light Jumbo G 2017. Giờ chúng ta đợi máy thiết lập lại ban đầu. Để máy khởi động lên và thiết lập lại ban đầu cho máy. Đây, mình sẽ để điện thoại xuống. Rồi, máy này không có hỗ trợ giao diện thiết lập lại ban đầu luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn tất quá trình hand reset Movistar Light Jumbo G đây phiên bản 2017. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video clip.